Nhớ lại mùa Noel năm đó, chúng ta quen nhau và cùng quỳ cầu nguyện suốt đời cho hai đứa bên nhau. Nhưng mộng không thành, chỉ một mình em bơ vơ đứng đợi mà bóng anh thì biền biệt. Giáo đường vẫn là nơi mang đến tình yêu, còn đoạn kết là do Chúa. Nhạc phẩm Hai mùa Noel của nhạc sĩ Đài Phương Trang do chị Diệu Liên diễn tả. No.
thời đó em qua, bao mong ước cũng qua rồi, gặp nhau chỉ để thương đau. Yêu nhau sao đã